Mẹ ơi, mẹ ơi, chỉ còn có giây phút ngắn nữa thôi, mẹ sẽ ra đi không bao giờ trở lại. Ba ni nhang này con xin được tốt hơn, quyền cầu vong linh mẹ được nhẹ nhàng nơi chính xuôi. Đây là ba nén nhang thôi, con thành tâm cẩn nguyện là xa xôi lắm, nhặt cánh qua rơi vùi sâu các màu như lấp kín nỗi niềm riêng thầm lặng trong lòng. Một lời từ cha, các con ở lại đau buồn thương nhớ không. Bao năm rồi con làm kẻ ly hương, bước theo nắng tắm bụi phong trần. Ngày trở về dân tâm mẹ yêu, mỗi son mỗi chiều mẹ vào ra đông. Thank you.
ngắm ngùi cuốn quyển cầu cho hồn mẹ được tâm thang ca theo cõi ngàn tu vinh đi nơi gia đình quạnh quẻ biết bao nhiêu vì người mẹ kính yêu nay không còn lòng con đây ngậm ngùi tan nát người mẹ kính yêu nay đã không còn từ nay dù con nhớ thì mẹ cũng sẽ không quay trở về không bằng còn mẹ sống đời cùng tôi. Dạ kính thưa quý ông bà cô bác quý anh chị có mặt tại buổi tang lễ hôm nay. À giờ đây Minh Hiền xin mạn phép đứng cạnh gia đình thay thế người thân cùng với gia đình kính xin có đôi lời cảm tạ tri ân tất cả với bà con cô bác quý anh chị đã dành chút thời gian quý báu đến đây thắp hương chia buồn và tiễn đưa cùng gia đình tan quyến. Và kính thưa chính quyền địa phương các cấp, kính thưa quý bà cô bác thân tộc nội ngoại hai bên, quý tình thông gia xuôi nghĩa cùng thân bằng quý thù thân hữu gần xa, trong mấy ngày qua toàn thể gia quyến đã trải qua chuỗi ngày mất mát và đau thương nhất khi đã vĩnh viễn mất đi một người mẹ người bà yêu kính nhất của mình. Dân ngày hôm nay người mẹ kính yêu đã vĩnh viễn ra đi, nhưng những tình yêu thương của mẹ đã để lại cho các con các cháu, cho họ hàng lối xóm gần xa với nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Trong những sự mất mát và đau thương đó, gia đình chúng tôi đã nhận lại được sự đồng cảm và sẻ chia từ phía quý bà cô bác quý chị rất nhiều. Và để đáp lại những tình cảm cao quý đó, gia đình chúng tôi xin rót ba chung rượu để kính xin có đôi lời cảm tạ. Và kính thưa quý vị, quý bà, cô bác, quý chị, trước khi nói lời cảm tạ cũng như đưa tiễn người mẹ kính yêu của chúng tôi về nơi an nghỉ sau cùng, cho phép gia đình chúng tôi được quay vào phía bên trong để có đôi lời cảm niệm về người mẹ kính yêu của mình lần sau cuối. Và kính thưa mẹ, mẹ ơi, đây là giây phút sau cùng các con, các cháu quỳ trước linh của mẹ để tiễn đưa người về nơi phần mộ, cũng là lời lần ra đi cuối cùng ngàn thu vĩnh biệt. Kính thưa mẹ, ân từ mẫu vô biên khó tả, hơn biển sâu, hơn vạn vật trên đời, biết chi sánh ví cho đồng, lấy chi đền đáp công ơn mẹ hiền. Thật vậy, hôm nay chúng con đã lớn khôn, đã có được những thành tựu như ngày hôm nay, đó là nhờ ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ. Kính thưa mẹ, nếu lòng con là một khoảng trời xanh thì tình yêu thương của mẹ là ngôi sao sáng nhất trong lòng của chúng con. Kể từ khi con cất tiếng khóc chào đời và lớn lên theo từng năm tháng, đó là nhờ sự sanh thành dưỡng dục của mẹ. Mẹ đã cực khổ biết bao, vất vả gian nan, tần tảo sớm hôm cũng bởi vì con. Nhưng thật bất hạnh thay, khi chúng con đã lớn khôn thì hỡi ơi, mẹ
kính yêu không còn nữa. Bóng khuất núi mẹ hiền còn đâu nữa, lòng con thơ quạnh quẹ bụi đông về. Kính thưa mẹ, giờ đây chúng con mới cảm nhận hết được sự tâm trạng của một kẻ mồ côi. Vì không còn mẹ bên cạnh, không còn được tình yêu thương của mẹ. Tiếng thưa mẹ hết rồi không nói nữa. Kể từ nay mẹ bỏ chúng con đi, quán trọ trần gian là tự biệt sanh ly. Cung nhịp vô thường dẫm ngàn soi bóng. Than ôi cảnh nhà xưa giờ dẫn đi người hiền mẫu. Bóng mẹ hiền khuất dạng chốn hương phố, còn lại đây bàn đèn hương quạnh quẹ, bức chân dung kỷ vật mẹ hiền. Mẹ ơi, lòng con thương nhớ biết bao, giờ tìm đâu nữa ra bóng hình mẹ. Mẹ, tình thương của mẹ bao la không cùng không tận, như biển cả mênh mông, như đất trời lớn lao. Mẹ ơi, mất mẹ dù lớn cũng ấu thơ, dù cao như núi cũng mong chờ, dù giàu sang cũng thấy lòng đau khổ, dù sống nhưng hồn cũng ngẩn ngơ. Hỡi mẹ, dẫu biết trần gian là phù sinh ảo ảnh, cớ sao con lại giá buốt tâm can, lệ đớn đau lệ chua xót đoạn trường, tìm đâu nữa bóng mẹ hiền yêu kính. Mẹ ơi, ngôi nhà xưa giờ giàu da quạnh quẹ, qua lá buồn cùng rơi rụng tà tơ. Nghe đâu đây văng vẳng tiếng mẹ cười, như còn đó bóng mẹ hiền bên cạnh. Mẹ ơi, giờ này chúng con biết mẹ đã đi xa, nhưng từ trong sâu thẳm của trái tim con, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh, dẫn dõi bắt theo từng bước chúng con đi. Kính thưa mẹ, mẹ ơi, trong những thời gian qua, chúng con có làm điều gì khiến cho mẹ buồn lòng? Xin người hãy rộng lòng tha thứ mà bỏ qua chúng con suốt cuộc đời này. Xin ghi ơn và kính yêu mẹ. Mẹ ơi, trần gian cõi tạm đừng lưu luyến, cửa Phật từ bi mẹ hãy quay về. Nam mô A Di Đà Phật, con kính nguyện mười phương chư Phật, xin Đức Phật từ bi hãy rước hồn con, rước hồn mẹ con về nương nhờ nơi đất Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý ông bà, cô bác, quý anh chị, đối với chúng tôi, khi đã mất đi người mẹ hiền yêu kính, trong lòng không sao tránh khỏi sự đau thương và mất mát. Nhưng gia đình chúng tôi đã nhận được tình cảm sâu sắc mà quý ông bà, cô bác, anh chị đã dành cho, làm cho gia đình chúng tôi cũng nhẹ đi phần nào mất mát đau thương. Trước hết, những tình cảm cao quý đó, gia đình chúng tôi sẽ chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ để gia đình tổ chức đám tang cho mẹ, cho bà được thành công tốt đẹp. Gia đình chúng tôi đã chân thành cảm ơn đến quý cơ quan, ban ngành, đoàn thể, quý công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp,
nguyên bà cô bác thân tộc nội ngoại hai bên, quý tình thông gia xuôi nghĩa cùng tam bằng quyến thuộc thân hữu gần xa, không ngại đường xá xa xôi đến đây trước động viên an ủi chi buồn cùng gia đình tan quyến, sau cùng đốt nén hương cầu nguyện cho hương linh mẹ bà của chúng tôi được siêu thăng tịnh độ. Gia đình chúng con sẽ chân thành đội ơn đến quý đức sư thầy, quý đức đạo tràng Phật tử, quý đạo hữu gần xa, quý thầy đã không ngại đường xá xa xôi về đây tụng kinh chú niệm, nguyện cầu cho mẹ cho bà của chúng con được an yên về nơi quậy Phật. Giờ đây gia đình chúng con không biết lấy gì đình đáp, kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý thầy được pháp thể khinh an, chúng sanh tịnh độ, Phật đạo viên thành. Gia đình chúng tôi cũng sẽ chân thành cảm ơn đến cơ sở mai táng Tư Lợi An Tây đã đồng hành với gia đình tổ chức tang lễ cho mẹ cho bà của chúng tôi được trọng thể và vẹn toàn chu đáo. Giờ đây trong khoảnh khắc tĩnh lặng chia tay này, một lần nữa gia đình chúng tôi kính thỉnh với bà con cô bác quý anh chị có mặt hôm nay xin dành chút thời gian bí báu cùng gia đình chúng tôi tiện đưa linh cữu mẹ bà của chúng tôi về nghĩa trang nhân dân khu phố Đồng Sỏi, phường An Tây là nơi an nghỉ sau cùng. Và kính thưa quý vị, trong lúc tang gia bối rối, trong gia đình không thể tránh khỏi phần thiếu sót và những lời cảm tạ chân thành hôm nay dù xuất phát tận đáy lòng nhưng cũng không thể nuôi hết được những tình cảm cao quý mà quý bà cô bác anh chị đã dành cho. Vì vậy toàn thể gia đình chúng tôi kính mong quý bà con cô bác quý anh chị chứng cho lời cảm tạ này để các con các cháu nguyện ghi lòng tạc dạ, và xin hãy vì vong linh của người đã mất cũng như vì sự bối rối gia đình mà niệm tình thứ tha cho những thiếu sót vừa qua. Xin nhận gia đình chúng tôi ba xá toàn thể gia quyến đồng cảm tạ. Dân lại cảm tạ đến đây xin phép được kết thúc, cho trân trọng kính chào xin hết. Đưa tiếng mẹ hiền xa tận cõi phương nào, mẹ giờ còn đây với khói hương khóc cho phần bạc đời người sao lắm gian. Giờ nơi đâu tầng chốn xa nào để con thơ thần thần thơ ngày đêm nhớ thương. Thời gian ơi sân hay chậm chậm một giây để cho tôi kịp nói lên lời từ biệt, rồi chốc nữa đây đường đời chia hai lối, dầu có buồn đau thì cũng phải dội chia liền. Tập nén hương con kính dâng lên một tấm lòng thành, mẹ ở nơi nào ở phương xa đó, để nơi này con mòn mỏi nhớ thương. Từ bấy giờ con không còn nghe được lời chỉ dạy của mẹ, không còn nghe
được những nỗi nỗi trách mắng. Có còn âu buổi con chiều đám bạc cũng ngồi bên con san sẻ chuyện vui buồn. Nơi nào bằng tình thương cha mẹ, dù sông càng đã mòn tình mẹ mãi mãi bên con. Nhưng mẹ đã không còn, mẹ mãi mãi đi xa, đôi bàn tay con không còn được người nắm lấy. Mẹ của con nay đã ra người tiên con bao nỗi niềm thương quanh tận đai. Từ nơi chốn xa con về đây với bao lòng tâm, tình quê tâm sâu tâm hồn còn mãi mãi trao dâng. Lòng con thiết tha nhớ quê nhà nhớ mắt niềm nói nhớ thương mẹ năm tháng chẳng phải hờn công cha như ngồi tay sườn nghĩa mẹ yêu nước nóng hồn chảy xa đêm đêm còn đứng ngắm sao trời tình mẹ chẳng mãi ngàn đời bên. Nam mô A Di Đà Phật. Ai nức nở quỳ bên chánh điện khi chuông chùa vừa tìm tiếng công phu. Tinh nữ ơi quyền do nào người lại muốn đi tu vui kinh kề mùi khô hằng. Nhưng tình nữ đi tu thì làm sao cho thành chánh quả, bởi làng văn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã giác ngộ hay vẫn dưng nợ trần, người đi tu vì chán điều chung tình hay cảm thấy cuộc đời là hố thầm gánh sâu, hay là vì một phút vẫn hờn ghen tức khổ đau tâm nợ con mơ. Để trong lắp nỗi sầu thương
sinh nữ có nghe không? Tiếng chuông đánh vang trường nỗi chánh điện như đánh bất kẻ cần ai đang hướng chuyện hồi đầu. Nhưng tu làm sao khi quỳ trước đấng từ bi mà nức nở nghẹn ngào? Tinh nữ ơi, còn lũy sầu còn đau khổ là còn vương vòng tâm tuệ thế gian. Ở nơi này cửa thiền mong mong rộng mở để người đời vào chốn bỏ không vui. Vào chốn này không có nhưng có chữ cho bền tâm của một người tu. Nam mô A Di Đà Phật. Đã có câu sắc tức thiện không, không tức thiện sắc. Và cũng có câu tâm tức Phật, Phật tức tâm. Tính nữ trước là hai tu thân rồi sao mới lo tu thiên tu Phật? Còn như con niệm mùi khổ hạnh thì năm 60 năm nữa khi mắt đã mờ không còn nhìn rõ vàng vật muôn màu, tay đã lạc không còn nghe được lời thị phi thiên hà, lời đã tê vì không đem được ngày mùi mấy gì cao hơn. Chừng đó tính nữ mới đi phi tác để có gửi tận với bóng Phật này. Tính nữ nên biết rằng cửa thiền môn kỳ rộng mở cho những ai không vướng vòng trần lụy. Bởi có câu tu đâu cho nghi bằng tu nhà thờ cha kính mẹ là đi tu. Đây ba chung rượu con giấy giống mẹ lần sau cuối, nén hương tàn nghi ngốc khối mờ bay. Lệ chi quang giờ đã được tìm sáng rồi, mẹ sẽ ra đi không bao giờ trở lại. Mẹ ơi, chim sa rừng còn tương cây nhớ cùi, nay mẹ vội ra đi xa cháu xa con muôn thuở chẳng quay về. Âm cảnh dương gian ngăn nghe cách đôi đàn chung rượu đầu tiên con xin kính rốt quyền hương hồn mẹ đừng nhẹ nhàng về cõi Tây Phương. Mẹ ơi, bụi kia mi này là muôn thuở cách ngăn chọc dương gian là nơi nôn tạm sống nhớ sống hơn tác gì âm cảnh đà mây. Mẹ đi rồi để kính cần mời anh cái quan tay mặt gia đình. Anh hãy lo xong trách nhiệm của mình, đồng quan tài mẹ em thật là em
lần cuối cùng được em nhẹ tâm tay. Xin dâng lên cùng các anh em chân lòng, dù có gắng thế nào rất hài đáng vượt qua. Hãy đưa mẹ em về tôi phần mộ, được an lòng trong giấc ngủ ngàn tu. Và chúng thứ ba con xin kính rút để đáp đền ơn cực khổ mấy ngày qua của ông bà cô bác gần xa đã lên đây chia buồn cùng ta. Cô bác ơi, tỷ chi quan giờ đã được tìm ra, xin cô bác em lại dài giây phút nữa. Chờ tiếng biệt ý còn nông cao tắt, gạt lệ lòng con không tiền mẹ đã đi. Cơn tạo cơ cầu sao ai nở kiếm xuôi, nở cướp đi người mẹ hiền. Từ nay mẹ không còn cái, từ nay mẹ bỏ cháu con rồi, từ nay tôi hết thương phùng đây ba chung, dù sao cùng tiền nguyện cầu cho một mạnh linh hồn của nghĩa.